Tập 1. Ta thật sự không muốn làm thần tiên. Mở đầu. Đại đường. Mùa xuân. Tinh quán năm thứ 10. Hiện Kính Dương. Trường Nhạc Phường. Đêm đã khuya. Nếu công tử không vội lên đường thì mau tiến vào. Nô gia đã vì công tử mà pha xong nước trà, trải xong giường chăn rồi. Mau theo nô gia đến đi. Công tử, ta thấy nóng quá, ngài có thể giúp ta kiểm tra thân thể một chút không? Xin công tử nhẹ nhàng chút. Yêu nghiệt còn không hiện nguyên hình. Câu chuyện bắt đầu. Ta tên là Thẩm Trường Thanh, một thanh niên tốt lớn lên ở dưới cờ đỏ. Từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục lý luận khoa học di vật. Lúc xuyên không tới cái xã hội phong kiến ăn thịt người này, đại đường thập niên trên quán vừa không có xuyên không thành hoàng tử vương gia phú nhị đại, cũng không có hệ thống bám người như người ta. Mình thật là đáng thương, ăn mặc vất vả tiết kiệm, làm công tích góp chút tiền thêm một văn phòng nhỏ để an thân lập mệnh, lại không nghĩ tới vẫn là khó thoát khỏi cái vận mệnh bị cắt râu hệ này. Mấy cái tên môi giới xã hội đen vô lương tâm của đường triều cũng hung hăng ngang ngược như vậy sao? Thảo nào căn nhà này rẻ như vậy, mà căn phòng rách nát này cứ như vậy mà trở thành khởi điểm của cuộc đời hiền thoại. Bỏ đi, tiền cũng tiêu hết rồi, còn có thể làm gì được bây giờ? Nó vẫn thiếu nhỏ bé này cũng không có cung cấp dịch vụ vệ sinh là còn dán những cái thứ vớ vẩn gì đó. Sự thật chứng minh, cho dù ta là người xuyên không đến thế kỷ 21 xã hội hiện đại văn minh này, ở trước mặt 800 cái nhẫn tâm của gian thương cổ đại vẫn là hoàn toàn không đủ nhịn. Làm điếu thuốc lá để bình tĩnh lại đã. Hả, cái gì đây? Cái gì mà đồng nát sắt vụn ném khắp nơi vậy? Chết tiệt, gãy rồi, vốn dĩ còn muốn giữ lại để nhổ cỏ, xới đất một chút. Công tử, cứu ta với. Công tử, nô gia ở đây. Tình huống gì vậy? Người môi giới kia không phải nói phòng này bỏ trống lâu rồi sao? Sao lại có người chứ? Ai ở trong đó? Nơi này bây giờ đó là nhà của ta, cô không muốn ra ngồi. Wow, ê công tử. Mà ơi, hình như con đang yêu. Cô đừng, cô đừng có nghĩ đụng vào của ta, của quý của ta chứ. Ta nói những người đường triều các ngươi sao lại không học cho tốt vào. Người dân lao động nên phải tự dựa vào đôi tay cần cổ của mình để tự kiếm cơm chứ. Công tử, nô gia vẫn luôn dựa vào đôi tay của mình để kiếm cơm mà. Cô đường đường là một nữ hài tử đấy, đừng có nói lung tung. Ta nghi ngờ cô lái xe, nhưng ta không có bằng chứng. Cô nương, sát trời cũng không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì thì mau về nhà đi. Sau này đừng có vào cái nhà rách nát này nữa, nếu còn bị nhốt thì không ai cứu cô đâu. Hơn nữa nha, ta nghe nói những chỗ như thế này rất dễ dàng cơ mà đấy. Cô là một tiểu cô nương chẳng lẽ không sợ sao? Công tử cũng không sợ quỷ sao? Ta chính là khí vận chi tử, thiên tuyển chi nhân, người xuyên không tôn quý có được hỗn độn đạo thể, quỷ thần bất xâm. Những thứ này lãng ngạnh nói cô thì cũng nghe không hiểu. Kỳ thực ta chỉ là hù dọa cô thôi, cái gì mà yêu ma quỷ quá gì đó đều là những cổ nhân mơ tiếng như các cô thôi. Đạo trưởng chớ vội, ta là Thành Hồn Huyện Kính Dương Hạ Võ Quán Quan đến giúp ngài diệt trừ quỷ liêu. Chính con quỷ liêu kia sắp hợp thở, đến lúc đó thực lực sẽ không thể tưởng tượng được. Ta chỉ có thể phong ấn nó trước, lần này làm phiền ban quản đại nhân rồi. Không ổn, trận pháp phong ấn của ta bị phá rồi. Cái gì mà yêu ma quỷ quái đều là cổ nhân các người mơ tín mà thôi, chúng ta phải tin tưởng khoa học chứ. Hả, anh cái gì thế này? Tiền từ trên trời rớt xuống sao? Ta quả nhiên còn có chiêu, còn có chút tiểu vận may trên người, mặc dù chỉ có một xu. Sáng mai mình lại có thể ăn thêm hai cái bánh bao thịt rồi. Chết tiệt, gặp quỷ rồi. Tiền của ta đâu? Hệ thống đăng tải, hệ thống thần khí thiết yếu của người xuyên không cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Để tôi xem hệ thống thông minh, ngươi có những chức năng gì? Thời gian tồn tại bây giờ còn lại là 71 tiếng 59 phút 59 giây. Vui lòng nạp tiền kịp thời. Phần thưởng đầu tiên, 6 lượng 6 giờ, 12 lượng 20 giờ, 128 lượng 256 giờ, 648 lượng 1.500 giờ. Nếu không nạp và gia hạn sinh mệnh trước khi đếm ngược về không, hệ thống sẽ tiến hành xóa bỏ ký chủ. Cái hệ thống chó ngu ngốc này á, ngươi kiện ta à? Không, trời không còn sớm nữa, đỡ nô gia hầu hạ công tử nghỉ ngơi đi. Ây da, sao cô vẫn còn ở đây? Sao lại thế này? Khi gặp người này cơ thể của ta. Tiểu tỷ tỷ, hôm nay có coi như xong đi, ngày khác chúng ta lại hẹn. Yếu nghiệt. Đây chính là cái mà ngươi gọi là quỷ liêu cường đại sao? Có chuyện gì với cái tên phàm nhân kia vậy? Phản quan đại nhân, đừng có đỡ bị viết bờ ngồi mà mơ hồ. Đây chính là thủ đoạn hút tinh khí của nó. Nghiệt chướng mô thả ra. Lần anh ta chủ động không liên quan đến ta. Trời đã, sao lỗi kịch bản này lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ? Ngươi bị vô hả? Đã thủ tiên nhân kêu thả thì thả, sao còn mắng chửi người lung tung chứ? Ây da, tao còn tưởng rằng là tiểu nương nhà ai lạc đường hoặc là thiếu nữ trượt chân tới cửa phục vụ, lại không nghĩ tới tức mà lại là tiên nhân kêu. Chỉ là phàm nhân thấy thành hồn âm thần ta lại không bói, thật sự là quá vô lễ rồi. Tiểu phàm nhân, ngươi có biết người trước mặt là thần thánh phương nào không? Võ phán đại nhân, bình tĩnh đi. Ta mặc cỡ ngươi là thần thánh phương nào, áo mặc lòe loẹt, trang phục kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là không phải thứ tốt. Cũng không nhìn bộ dáng nhà ta chỉ có bốn bức tường, có xu cho các người lừa sao? Còn thành hồn âm thần cái gì? Ta cũng là Ngọc Hồn Đại Đế đi. Thời buổi này mà lừa đảo đều không chuyên nghiệp như vậy sao? Đi 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 đi, lão tử còn đang phiền đây. Đạo trưởng, ta vừa rồi không dùng được thần lực. Ta cũng vậy, hình như từ lúc tiến vào tiểu viện này bắt đầu liền không cách nào mà điều động được pháp lực. Người kia chẳng lẽ là thần tiên chân chính? Đạo trưởng, vậy bây giờ phải làm gì với con quỷ liễu này? Con quỷ liễu quá hung ác, tiểu đạo đi trước một bước tìm sư phụ ta đến tương trợ. Này, đừng có bỏ ta một mình ở đây chứ. Cái đồ, chúng ta có thể thương lượng một chút chứ? Mà quỷ, mùi vị này chỉ mới là cái tên văn điền kia đã cảm giác cả người quỷ lực mênh mông. Nó là của ta. À, thú vị, chỉ là một phàm nhân nho nhỏ lại toàn thân lộ ra một cổ khí tức khiến người ta say mê. Khó trách, có thể làm cho yêu ma quỷ quái trong phạm vi trăm dặm này sôi trào. Ồ, mà cái gì vậy? Còn có đứt hay không? Bên ngồi, ta ném lôi lâu mưu. Hơn nửa đêm không ngủ. Ê? Hiện Kính Dương, tứ sở hào trạch. Sắp sáng rồi sao? Ta thế mà lại ngủ mơ man lâu như vậy. Có quỷ, anh chịu mình à? Pháp lực của ta mất rồi. Đáng chết, đạo kim quang đêm qua mạng ta xong rồi, một ngày tốt đẹp lại bắt đầu. Hả? Có phải ta dậy quá sớm không nhỉ? Trời còn chưa sáng mà. À, được cứu rồi. Tiểu đông ty bị lạc đường sao?
Hồi yêu, ăn rất ngon. Tôi rồi. Bỏ đi. Hôm nay vẫn là ra quán sớm một chút đi. Cậu hệ thống này đã muốn mạng lại còn muốn tiền. Thật đúng là xui xẻo mà. Hả? Con chó này ở đâu ra thế? Đâu 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 đâu. Người mới là chó. Cả nhà người đều là chó. Cũng không mong buông bản tôn ra. Xin lỗi nha. Ngươi là chó nhà ai sao lại chạy đến cửa nhà ta? Nào cho ta sờ cái đi. Chết đi. Nhân loại ngu xuẩn. Ngươi không được chạm vào ta. Hả? Có chuyện gì vậy? Trên tay người này lại ẩn chứa linh khí mạnh như vậy. Thoải mái quá. Kimochi. Chó đi lại. Không hổ là bàn tay vàng của ta, thật đúng là danh bất hư truyền. Tự động co giật. Cậu tử ơi là cậu tử. Ta hiện tại nghèo đến rớt mồng tơi rồi. Còn có một hệ thống đòi mạng ép ta phải tiêu tiền. Cho nên nuôi không nổi ngươi rồi. Ngươi vẫn đi tìm chủ nhân khác giàu sang phú quý hơn đi. Người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tối hôm qua? Giận dữ mắng mỏ một tiếng liền nháy mắt diệt sạch bách quỷ. Càng làm cho ta đường đường là thanh khâu hồ tiên lại bị đánh trở nên trở vân nghiêng hình, pháp lực mất hết. Ngay cả chính cung lão quỷ vừa rồi cũng không dám lộ ra trước mặt hắn. Hơn nữa hắn vừa rồi chỉ là sờ sờ ta có một chút, thế là cái cảm giác tu vi định trở trăm năm có chỗ đột phá. Là linh tuyền, cảm ơn món quà tới từ thiên nhiên. Thích ta đến thế sao? Hả? Thời gian sống sót còn lại là 62 tiếng 36 phút 44 giây. Sao lại thế này? Cảm giác dường như cơ thể bị rút sạch. Thời gian sống sót trừ 18 tiếng. Thời gian sống sót còn lại là 14 tiếng 36 phút 44 giây. Lò chính con quỷ liêu kia hợp làm một. Giờ phút này âm dương luân phiên chính là thời gian âm khí cường thịnh nhất của nó. Vậy mà đánh lén tiên trưởng. Phải nhanh rời xa cái nơi này một chút. Tiên trưởng, cố lên. Cậu tử đừng có hiểu lầm. Ta vừa rồi là bởi vì chưa có điểm tâm hạ đường huyết cho nên mới mơ hồ, chứ không phải là thân thớ phản ứng kỳ quá gì đâu. Hắn quả nhiên là ẩn thớ cao nhân, bị cái tên quỷ liêu hợp thở kia công kích mà lại chẳng hề tổn thương một cộng tóc. Vừa rồi hắn nhất định là giả vờ hôn mơ để khảo nghiệm ta có một mình chạy trốn hay không. May mắn là ta đủ thông minh. Tưởng dở ăn. Thời gian sống sót còn lại là 14 tiếng 30 phút và 11 giây. Thở chỉ ngủ có một giấc, nhiều lắm thì chỉ có 8 tiếng, sau lại từ 72 tiếng xuống chỉ còn có lại 14 tiếng. Hệ thống ngươi cái quỷ gì, còn có thể cho người ta sống hay không vậy? Tuy rằng không biết tiên trưởng đã nói cái gì, nhưng trong đó nhất định ẩn chứa đại đạo nào đó, chỉ là tu vi ta còn nông cạn, không lĩnh hội được. Chân của tiên trưởng ta nhất định phải bám chắc. Xin sư phụ nói rõ việc này phải ứng phó như thế nào. Về cơ nhân kia tối hôm qua đã làm suy yếu thực lực của chiến cung quỷ liêu trong tử sổ hào trạch. Chúng ta thừa dịp chúng đang suy yếu bắt chúng lại. Đại đường khâm thiên giám giám chính viên thiên cương tuân lệnh. Đã tới đi mời thành hoàng âm thần võ phán quan cùng ta bắt quỷ trả lại thái bình cho huyện Kính Dương. Những cao nhân phá tam dương đại trận cũng không biết hắn còn có ở huyện Kính Dương này hay không. Nỡ may mắn mà gặp mặt một lần nhất định phải cùng hắn ngồi luận đạo một phen. Ta thế mà lại không biết lai lịch của người này, chẳng lẽ tu vi vượt xa ta?
Hiện đại, ẩn đưa ngươi biến thành màu đen, tức có đại nạn. Không phải ngươi đang xem tướng Tây sao? Sao lại nói là ẩn đường của ta biến thành màu đen? Thật bối tốn trăm ngàn lỗi, đều là đồng nghiên đồng bản, không nên để ý tình thế. Mở ngày bắt mặt mà dám giả danh lừa bịp dưới mí mắt lão phu. Vậy ta phải làm gì đây? Hán đà đừng có lo lắng, chỉ cần đem bức tích này, mật báo này treo trong nhà, đảm bảo người bắt độc bắt xong. Không cần 999 hay là 888, chỉ cần 10 lượng bạc là có thể mang nó về nhà. Cái này, ôi giờ là thẩm đạo trưởng sao? Phụ nhân dỗ ta, làm giúp việc bị trốn ta chính là may mình nhờ ngài ấy trợ giúp cứu vợ. Diễn sức không tự, tăng lương cho người đó, muốn nhờ vả sao? Xem ta đi. Mọi người chắc hẳn chưa biết, cố chủ nhà ta trêu chọc phải cái thứ không sạch sẽ, sau đó nhờ thẩm đạo trưởng ủ tương lại. Đều là hằng sớm ta có thể lừa các người sao? Cái thanh tà ma kia cuối cùng may nhờ có thẩm đạo trưởng, nếu không có phu nhân gia chủ chí sợ. Ây, được được được, thẩm đạo trưởng, ta muốn một bức phúc tự. Khoan đã, Đỗ Điệp, con gọi là Đỗ Duyên, là giấy chứng nhận do quan phủ cấp khi tăng đi xuất gia, tức chứng điệp tu sĩ. Trên đó có ghi ngày tháng năm xuất gia, tên các vị quan chứng minh và dấu ấn. Vị tiểu đạo trưởng này, sư phụ người là phương nào, có độ điệp thân phận của quan phủ không? Còn nữa, tu hành ở tòa đạo quán nào? Gửi chuyển. Thì tử, tuổi con nhỏ đã không học hành cho tốt, học người ta hãm hại lừa gạt. Hôm nay cái lão phu đây nhất định sẽ dạy dỗ ngươi hành đàng hoàng. Ừ, con mẹ nó, ngươi là ai vậy hả? Ngươi rõ ràng là một người bình thường, ngay cả tướng diện thực cũng không hiểu, lại dám nói chữ của mình có thể trừ tà tránh húng. Ai chủ trương, ai làm chứng, ngươi nói chữ của ta không thể trừ tà. Vậy lấy chứng cứ ra xem. Đồ ăn cái thang bậy, còn nói thì không thể nói bậy. Cẩn thận thực kiện ngươi tội phỉ bản đó. Treo chủ trừ ta vốn là để an ủi tâm lý, xem ngươi có thể làm gì ta. Viên thiên cương ta dám khẳng định, ở ta là chứng cứ, ở chính là đồng bọn của ngươi. Tòa cây rắm phát dù, nếu ngươi là viên thiên cương, không ở trong cung ngồi chơi xoay nước, ở chỗ này xảo lộng với ta làm gì? Tiểu nhi vô sĩ, đừng ngông cuồng, manh động vậy sao? Vậy là xong rồi. Pháp lực của ta sao lại không thi triển được? Được rồi, thì ra ngươi mới là người lừa gạt. Sợ ta cướp chuyện làm ăn nên mới cố ý tới bới móc. Đúng đúng vậy, thẩm đạo trưởng, mối vì dân trừ hại, mọi điểm hắn giải quyết tại chỗ. Hôm nay là ngày đại cát mà không nên đen đuổi như vậy chứ. Mọi người phải lau sạch sẽ hai mắt mà nhìn, đừng có bị cái tên này lừa bịp. Đến lúc đó muốn bảo vệ nhà cửa bình an, nhưng ngược lại không được an bình. Muốn trừ ta hãy lấy trường bài của trầm đạo trưởng. Ba ngày ban mặt hả, cái tội để cho ngươi lừa bịp. Lão già kia, khiến ngươi thân con một chút. Nào đi, nếu tiểu gia ta không kiếm được tiền thì phải là chết. Trước khi chết nhất định phải kéo theo ngươi làm đệm lưng. Trong cái chỗ này lại ẩn chứa đại đạo. Vãn bối có mắt không biết thái sơn, phỉ bán cao nhân tiền bối, xin cao nhân rộng lượng tha thứ. Mày nó bị thần kinh sao? Âm dương quái khí là cái thứ gì chứ? Lão đạo sĩ ngươi lúc đầu còn không tin lần này bị thần thông của trầm đạo trưởng làm cho phục hồi rồi sao? Đúng đúng, kiếm tiền quan trọng hơn. Không sao, bốn đạo, à không, bốn tiên sẽ không so đo với ngươi. Ngươi dù sao cũng là người tu đạo, chẳng lẽ không rõ cái gì là đạo lý nhân giả, nhân quả sao?
Khó trách thấy hắn giống phàm nhân bình thường. Đây là biểu hiện của chứng đạo thành tiên sau khi phản cảnh quy chân. Kiếm số ở trong số mạng mỗi người đều do thiên định, nếu ta tùy ý giúp bọn họ hóa giải chính là nghịch thiên. Nhân ta thu một ít ngân lượng của họ làm tượng trưng là thiện nhân, còn có thể giúp bọn họ độ kiếp, đây chính là kết thiện quả. Bởi vì cái gọi là thiên lý minh bạch, nhân quả tuần hoàn, đạo lý này ta lại ngây thơ không biết, uổng phí tu nhiều năm như vậy. Đừng có mà bốc phét nữa, ngươi ngược lại mau lôi tiền ra đi. Vật báu vô giá thế này nếu tung vào phố phường thật sự là sỉ nhục đối với ngài. Vãn bối thành tâm cầu nguyện ngài ban ân mật bảo, chắc chắn cung phụng ở trong đường, ngày ngày lĩnh hội. Cái tặng đá vụn này có ích lợi gì? Tặng tặng đá vụn, đây là thứ trân quý nhất ở trên người vãn bối rồi. Tỏ không thích đập đá, có thứ gì thực tế hơn không? Thẩm đạo trưởng, người đem chữ bán cho hắn rồi, vậy ta làm sao bây giờ? Ta đã sớm tính đến người kia sẽ xuất hiện, cho nên đã chuẩn bị trước rồi. Chữ này vừa trôi ta vừa tránh hung, càng thích hợp với người hơn. Ta mua, ta mua. Tử hữu, tử sở hào trạch, súc sinh này sao lại là nhanh như vậy để ngự tụ khí, quỷ khí lần nữa, thậm chí so với trước còn cường đại hơn. Võ phán quan chớ vội, sư phụ ta đã đến hiện Kính Dương để tìm, để ta tìm người qua đây. Đạo hữu, chính là lúc này. Cấp cấp như luật lệnh. Hai người làm gì vậy? Muốn phá nhà của ta sao? Trạch viện ta vừa mới thuê. Hai người được lắm. Tối hôm qua không đòi được tiền, hôm nay thừa dịp ta không ở đây đến đây gây chuyện đúng không? Cẩn thận. Hả? Yêu ma? Yêu ma gì? Ôi rồi, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Chính con quỷ Liêu làm hại chị Hiện Kính Dương mấy chục năm, thế mà lại bị khí chân của hắn giảm cho tan tác. Đừng có phí bản cao nhân. Tiểu đạo Lý Thường Phong, sư thừa là thần toán tử viên thiên cương, không biết tôn hiệu cao nhân là gì. Lý Thường Phong, viên thiên cương, Lý đạo trưởng là người của Khâm Thiên Giám sao? Tự vi của tiểu đạo còn chưa đủ đã được vào Khâm Thiên Giám. Vậy nhìn vị râu quai nón này hóa trang có chút quyền bất, không phải là thành hột âm thần nào đó đi chứ? Lúc trước tới miếu tưởng thần kia cũng có tạo hình giống như này, tại họ chính là thành hồn ti vũ phán. Lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, lần này đa tạ đạo hữu rất bất cỡ là hiểm khích lúc trước mà ra tay tương trợ. Đại đường thật đúng là dân phong thường khác. Thẩm Trường Thanh, ta có tài đức gì mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi lại gặp được ba tên lừa đảo? Ta là một sinh viên của chủ nghĩa Mác Lênin Ninh, chỉ tin vào việc có làm mới có ăn chứ không phải là cái sức mạnh kỳ lạ quỷ dị thần gì đó.
Thế nên nói thực tớ một chút đi. Hai vị đem nhà của ta biến thành như thế này, nói đi, là công hay là tư? Cái gì mà là công hay là tư? Họ đại lão già giả nơi với ta làm gì? Đều ra thẳng sắc thép ta biết mà. Giả quyết tư chính là các ngươi bồi thường tiền, bồi thường rất nhiều. Còn giả quyết công chính là ta đưa các ngươi đi gặp quan phủ, hơn nữa các ngươi còn phải bồi thường số tiền rất lớn. Anh ta là thành hoàng âm thần, nhận hương khói ung phụng, nào có tiền tài gì? Một cao nhân tu vi cao thâm, sao lại thiếu những thủ tục vật này? Nhất định có thâm ý khác. Không nói lời nào đúng không? Nếu không nói lời nào thì ta liền đi báo quan. Ma quỷ đâu không thấy, ngược lại là quỷ nghèo đây thì lại có ba người. Cao nhân, trên người ta cũng chỉ có những thứ này, nếu không ta anh lại thấy ngài sửa chữa nhà cửa thế nào. Được rồi, nhưng chỗ gạch đỏ này thì bùn nhão dùng để sửa chữa, còn lại các ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi. Được rồi, đừng có đứng đó nữa, làm đi. Một canh giờ sau, để ta xem thu hoạch hôm nay. Tảng đá này ông chủ tiệm cầm đồ không nhận, kiểu có thể giữ lại để làm để chặn giấy. Ngược lại cái lão nhân kia cho ta quần áo lại 2 lượng, rồi đi tiền hoa hồng chia cho đại thẩm. Hôm nay tổng cộng kiếm lời được 20 lượng, 9 tiếng 56 phút và 20 mấy giây. Chết thiệt, tiền của ta chùi lại một chút cho ta. À, hình như hồn thành điều kiện phần thưởng đầu tiên là cái ta lĩnh 2 phần thưởng rồi. Phần thưởng đầu tiên đang mở phần thưởng. Wow, chói mắt quá, hệ thống cuối cùng cũng cho ta bật hết rồi sao? SS rồi, SS rồi, cho ta SS rồi đi. Hả? Hai cuốn sách. Đây là lừa đảo sao? Phương pháp chế biến phần 4, phương pháp chưng cất rượu. Hệ thống ngươi có nghiêm túc không vậy? Bây giờ cơm ta cũng sắp không có mà ăn. Đưa cho ta hai cái thứ đồ chơi rách nát này, làm sao mà nhanh chóng làm trùm server được chứ? Quả nhiên người bình thường như ta không chơi nổi trò khắc kim mà. Người này sao vẫn còn ở đây? Không phải là muốn hại, là muốn ở lại nhà ta ăn chực đấy chứ? Cái kia Lý Thượng Phong đúng không? Sắc trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay giúp ta bị cái lỗ kia lại, sau đó về nhà sớm một chút đi. Hồ Tiên Đại Nhân, sao ngươi lại đây? Mang đồ đến lấy lòng ta cũng vô dụng thôi, ta hiện tại đến ngay cả chính mình cũng nuôi không nổi, nào còn có thể nuôi nổi ngươi chứ? Cái này Cao Nhân, nó không phải chó là hồ. Gì cơ, ngươi đang nói chuyện với ta à? Hả? Dám nói lung tung thì ngươi chết chắc đó. Nếu đông tay ngươi còn rất có linh tính, nếu ngươi là cố gắng như thế, vậy ta đây liền cố giữ ngươi lại là được rồi. Vậy sau này gọi ngươi là Tiểu Bạch thế nào? Tuyệt vời, bản hồ thiên được cao nhân tán thành, có cao nhân trợ giúp, phỉ thang nắm trong tầm tay rồi. Ban đêm, trên bầu trời tự sửa hào trạch. Tiêu tỷ, chờ ta với. Tình trạng của phụ hồn không chờ được nữa rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm được người có thể chữa bệnh cho phụ hồn. Tiểu Thanh, muội xem, đó là cái gì? Ta cảm nhận được ở trong ánh kim quang chói mắt kia có một cổ pháp y, lực y pháp, nhiếp nhân tâm phách. Chẳng lẽ là có tiên nhân hạ phàm hoặc là cái gì bảo xuất thế? Đi thôi, chúng ta xuống đó xem thử. Thời gian sống sót còn lại là 32 tiếng 45 phút và 21 giây. Đổi quá.
Tiền đều bị hệ thống nuốt hết rồi, không thể qua nổi một ngày mất. Người đã chiến thắng và phục lại. Nam mô Hệ thống ơi, hệ thống à, ngươi làm vậy chưa đợi được người giết ta thì ta đã chết đuối rồi. Âm thanh gì vậy? Tại sao âm thanh này lại chứa đạo vận khó hiểu vậy? Pháp lực trong cơ thể ta đang sụp sôi lên, có một sự thôi thúc không thể kìm nén được, muốn cùng chàng ấy. Loại người này có vẻ rất là đặc biệt, muốn ăn hắn, muốn ăn hắn. Cái đám yêu ma quỷ quái này đã bị tiên trưởng đánh bay hợp thể, còn dám xuất hiện quấy rầy tiên trưởng nghỉ ngơi, đúng là không biết sống chết. Quỷ khí đáng sợ quá. Từ thơ ngủ mất hồn, mộng đẹp không dứt. Tỷ tỷ, yêu khí mạnh quá, hiện những nhỏ bé nào sao lại cùng lúc xuất hiện nhiều yêu ma cường đại như thế? Chẳng trách, linh khí bao quanh người trong phòng mà đối với đám yêu tinh quỷ quái này giống như là mặt trời trong đêm, không thể ngó lơ được. Yêu nghiệt phương nào dám làm lộn trần gian? Yêu nghiệt dám làm lộn trần gian? Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, không có mấy con có thể bình tĩnh trước mặt chấn long ta, còn có thể đứng đây xem ra các ngươi có vài phần bản lĩnh. Nói gì thế? Hai con sâu dài, ta thấy các ngươi đa phần là tới vì nam nhân ở trong phòng đúng không? Giả vờ đạo mạo trang nghiêm gì chứ? Hay là hợp tác với ta không? Cùng việc con hồ ly lẳng lơ để nam nhân đó chúng ta mỗi người một nửa. Ngươi dám chửi ta là hồ ly lẳng lơ? Mồm to là hổ tiên thanh khâu đó. Còn dám chấm mút tiên trưởng? Tờ giết chết ngươi. Tỷ tỷ, cái con hồ ly nào, lẽ nào tuần luyện thể đáng sợ quá. Thế nào, muốn đánh nhau không? Bổn tọa là hổ tiên thanh khâu đó. Hiền lôi chính pháp, trú tà, trừ ác, thiên bộ lôi từ. Sắc lệnh. Tại sao nghiền pháp toàn bộ đã biến mất rồi? Lỗi của ta đâu? Trong tiên phủ có tiên trường, còn dám vọng động pháp lực, đúng là không biết trời cao đất dày. Thế ngồi cao nhân, chẳng lẽ cao nhân mà mình muốn tìm sao? Phủ vương cổ thử được đố rồi. Đây là thần tiên đánh nhau sao? Tám vị chân hỏa, đáng thánh hồn tử, hỏa đức tinh quân, bát bộ toàn cương, giải trừ ma chướng, tây phương cực lạc, sát luận, đây thiên long, thế tôn địa tạng, cổ nhược chữ vĩ, sát luận, đáng ghét.
Cổ đau và huyết, thơm huyết bất ngờ bay tới. Lúc nào tiêm huyết sinh ra sao? Nó đã không có được, quay tìm một người lớn người xung kích đầu tiên. Mời đỡ ta xem đứa nào vô duyên thế, đứa nào cũng ồn ào bên ngồi, không muốn ngủ thì đừng ngủ. Mày ơi, xem ra ồn ào quá. Bạn đêm xuất hiện ảo giác rồi. Đây là tình huống gì thế? Đây là tình huống gì vậy? Tiểu Bạch, cái con chó chết tiệt này, nhớ ngươi vào nhà như thế cũng không sủa một tiếng thì còn ngươi làm gì chứ? Ơi, chó của mình đâu? Ngươi dừng tay lại cho ta, nửa đêm không ngủ đánh nhau trong viện tử của ta làm gì? Mọn chó của ta đi đâu rồi? Sâu giờ chết tiệt, hồ ly thối. Phạm nhân thì đừng có ồn màu, ta đang cứu mạng ngươi đi. Chủ nhân, là bộ họ. Người phiền phức gì đâu, nói không chừng các ngươi đã trộm chó của ta đi. Đi, đi theo ta gặp quan. Ở cái tên ngu ngốc nhà ngươi á, mỗi thả bản tôn ra. Tiên pháp gì thế này? Chỉ cần chạm ta một cái, cảm giác pháp lực toàn thân đang sục sôi lên, không chịu được sự khống chế của ta nữa. Phàm nhân ngu ngốc nhà ngươi, bản tôn là công chúa Long tộc Đông Hải, ngươi có biết rằng ngươi đã suýt mất mạng trong miệng của con hồ ly này không? Nếu như ta không kịp thời ra tay, lúc đó ngươi đã chết thế nào không biết. Trộm chó của ta còn dám hỗn hách với ta sao? Trộm chó cái gì? Ta không có. Với lợi ích thôi. Công chúa Long tộc đúng không? Hồ ly đúng không? Thử phân thân trước mặt ta xem. Vậy tại hạ cũng không giả vờ nữa, ta là người có thừa chủ nghĩa xã hội, một người tin vào chủ nghĩa duy vật và là kẻ kết thúc các cựu thần. Công dân tuân thủ pháp luật trong xã hội văn minh hiện đại, tiền phong trong vệ sinh đường phố, áo quân của thi nhảy Latin, thiếu nhi toàn quốc, ác mộng của đám trẻ mầm non, mặt trời nhỏ. Hắn ta quả thực không phải là người bình thường, chứ phần chạm mà tu vi pháp luật không đột phá nổi trong cơ thể ta là đang tăng lên một cách nhanh chóng. Cảm giác này thật là dễ chịu. Tình huống, mau thả thi tỷ của ta ra. Tiểu Thành, không cần. Còn dám phản kháng? Ôi, cáo nhân nghịch rồng rồi. Tiền trưởng ta sẽ không chịu nổi nữa rồi. Hồi chủ nhân, thật là uy vũ. Lý Tùng Phong, ta tu hành bao nhiêu năm, hôm nay coi như là được rửa mắt mà nhìn rồi. Đại năng tu sĩ trong truyền thuyết cũng chỉ đến vậy thôi. Tự ý xông vào nhà ở của dân, quấy rầy người khác, ngủ còn trộm tu cũ của ta. Đừng có nghĩ rằng các ngươi là nữ nhân mà ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Còn trĩ mà không biết làm việc gì tốt hơn sao? Mau nói đi, giấu con chó của ta đâu rồi? Tiên trưởng, cho đi. Ngươi từ đâu ra vậy? Có biết là xích vỗ chết ngươi rồi không? Sao ngươi lỡ đi? Không phải đã bảo ngươi là sửa lại cửa rồi đi rồi sao? Tôi với tiên trưởng cầu thầm tiểu đạo muốn. Là các
Tiêu đạo muốn xin tiên trưởng thu ta làm đồ đệ, truyền diệu pháp cho ta. Hiện kinh dương vào buổi sáng. Tử đại vô vương Hắc Ưng vương, ê, chỗ kim quang đó là cái chuyện gì vậy? Sao lại khiến ta cảm thấy kinh hãi? Lần này là cực kỳ hiểm. Hán Sơn đại vương bảo ta đi được, đi dò đường. Đây là địa bàn của cổ truyền âm quỷ, là cái kim quang tỏa sáng. Chẳng lẽ cái bảo vật xuất thế? Nếu mang bảo vật này về Hán Sơn, đại vương nhất định sẽ phong mình làm thủ lĩnh của tứ đại yêu vương. Lần này phải khiến ba cái tên kia tâm phục khẩu phục. Nửa canh giờ sau, tiên trưởng, chuyện chính là như vậy. Lý đạo trưởng, ngươi đừng có ngáo nữa. Ta chỉ là một người tầm thường mà thôi, làm gì có diệu pháp gì truyền cho ngươi. Thế viện này của ta cũng làm gì có quỷ liệu, sao ngươi còn không đi? Còn hai người các ngươi, vừa rồi các ngươi nói với ta là cha các ngươi bệnh nặng đi ngang qua đây xin thuốc gì gì đó, lại còn dây dưa với hồ yêu, vừa dẫn chuyển nhiều thật đó. Tạm chó gì đó là do ta hiểu nhầm. Còn muốn ta chữa bệnh cho lệnh tôn á, ta đề nghị ngươi nên mời đại phu về nhà khám bệnh cho lệnh tôn mới là điều đúng đắn. Được rồi, trời cũng sáng rồi, chỗ ta không có bữa sáng để chiêu đãi các vị, ta phải đi kiếm sống đây, chư vị tự đi ha. Tỷ tỷ, có phải chúng ta khiến tiên trưởng không vui rồi không? Ngài ấy mới không đồng ý với chúng ta. Không ngờ hồ yêu đó là sủng vật mà tiên trưởng nuôi dưỡng, xem ra chúng ta phải thể hiện 12 phần thành ý mới được. Hai vị đạo hữu, tiểu đạo Lý Thường Phong hân hạnh hân hạnh. Mở sạp đi, mở sạp đi. Thẩm đại sư, Thẩm đại sư, xem cho ta trước. Đã các bạn, lần trước Thẩm đại sư do lão đạo đó sợ đến nỗi quỷ xuống á, nhất định là cái bản lĩnh thật sự. Tránh ra, đều tránh ra. Hiện kinh dương Phùng Trí Hiện có tin báo, có người lừa gạt trên đường, người đó là người sao? Tên khốn nạn nào đi báo, đừng có bắt ta. Cao nhân, cao nhân, không ổn rồi. Tử xấu, hạo trạch cái chuyện rồi. Phường hướng đó là Vĩnh Lập phường của tổ sở Hạo Trạch đúng không? Mau nhìn kìa, quỷ khí đang xông thẳng lên trời, thật sự quá là khủng bố. Sao quỷ lại náo lộn vào ban ngày ban mặt thế? Người không biết sao, quỷ trong tổ sở Hạo Trạch này cực kỳ lợi hại. Cả người nghiêm túc sao? Bầu trời rõ ràng rất là trong xanh mà. Đại hồ thử, ý em là gì? Rảnh không có việc gì làm nên lấy ta làm trò đùa sao? Bảo vật, bảo vật, người đầu mau ra theo ta về nhà. Vậy là rõ ràng bản nãy tận mắt thấy trạch viện này có ánh sáng vàng xuất hiện là dị tượng bảo vật hiện thế, sao lại không tìm thấy nhỉ? Mau tới đây xem này, Thẩm đạo trưởng, sách biểu diễn bắt quỷ tại hiện trường này vẫn là được ác quỷ trong tử sở hào trạch cũ đã làm hại chuyện kinh dương chúng ta nhiều lắm. Thật sao? Vậy phải đi xem. Thẩm đạo trưởng có thể thật sự bắt ác quỷ đó không? Thì ta sẽ mua hai bức thư pháp của ngài treo ở trong nhà để trấn trạch. Đến rồi. Chính là trạch tử này. Xem thẩm đạo trưởng thi triển kiểu gì. Tốt quá rồi. Thiên trưởng trở lại rồi. Vô lượng thiên tôn, đạo quỷ dị tiền.
Cái người không bảo vệ nổi nhà còn muốn ở bên cạnh cao nhân cầu diệu pháp sao? Wow! Người trong nhà chính là Hắc Ưng Vương, một trong tứ đại yêu vương dưới trướng của lão yêu Hắc Sương. Bọn ta quả thực không phải đối thủ của hắn. Vậy các ngươi cứ ở chỗ này nhìn cho kỹ, cho dù Hắc Sơn lão yêu tự mình tới, chủ nhân cũng sẽ khiến hắn tan thành tro bụi. Hắc Sơn, cao nhân, đạo trưởng, trừ yêu diệt ma. Không ổn. Trước khi xuống núi, Hắc Sơn đại vương đã từng căn dặn là phàm giới có một nơi gọi là Khâm Thiên Giám, trong đó có cao nhân. Chẳng lẽ ta bị bọn họ nhầm vào rồi? Cao nhân, nơi này hung hiểm, bất tính bên ngoài còn nhiều. Ta đành ở lại bên ngoài bảo vệ bọn họ vậy. Yêu tờ trong nhà xin giao cho ngài. Chứ không phải là vì ông sợ hãi sao? Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể diệt trừ quả liệt ở trong tử sở hào trạch này, bản quan sẽ tin ngươi không phải cái lừa đảo. Nếu tiểu tử này không làm được, ta sẽ đánh hắn một trận trước mặt của mọi người, giết gà dọ khỉ, răn đe tội phạm ở Hiên Kinh Dương rất có lợi cho việc trị an ở hiện nay. Không hổ là ta thấu hiểu lòng người, đa mưu túc trí. Vân này đúng là có nghe thấy bọn họ nói có cao nhân gì đó tới xem. Không thở lại nơi này lâu, lần sau tới tìm bảo vật này sao vậy? Chạy trước đã. Thuật xuyên tường, chóng mặt quá, nhiều sao gơ. Thứ gì thế này? Tiếng bang bang chứ không phải là chuột chứ? Động tĩnh lớn như vậy, chắc là con chuột này đầu rất to. Cũng không biết tiểu bạch biết bắt chuột không nhỉ? Chuột, hắn đang nói bốn tổ hay sao? Chẳng lẽ hắn là cao nhân đó, vừa mới bước vào phòng đã phát hiện sự tồn tại của bốn tổ? Nhưng cũng quá đáng gừa. Bốn tổ tốt xấu gì cũng là yêu vương, nói cái gì mà muốn bắt bốn tổ chứ? Yên tĩnh, không hổ là cao nhân, vừa mới bước vào phòng, yêu tà đó lập tức đã bị trấn áp. Lão lục có râu này khẳng khăng khăng rằng ngôi nhà này bị quỷ ám trước mặt rất là nhiều người, giờ thì hay rồi, bị người của cả huyện vây xem. Nếu màn kịch hôm nay diễn không tốt, chiêu bài kiếm cơm của ta có thể bị mất. Khá chắc sẽ bị huyện thái gia đó bắt vô nhà giam. Thời gian sống sót còn lại là 29 tiếng 30, 23 phút 33 giây. Đếm ngược đến hết thời gian sẽ trực tiếp giết cái chủ. Nếu bị giam vào đại lao, đếm ngược thời gian mà hết thì ta chết chắc. Đợi đã, điện thoại hình như mình có cách rồi. Không những có thể thoát khỏi hiểm nghi, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm một số tiền lớn. May mà lúc xuyên không có mang theo vật tùy thân. Mình đã tải khá là nhiều bộ phim trong điện thoại để xem, để tìm coi. Đây là tiếng gì vậy? Nhất định là do quỷ náo rồi. Nhưng quỷ này kêu có quỷ kỳ kỳ nha. Trượt tay, trượt tay. Chớ nhầm may mà nơi này không có người, không thì ngại chết mất. Đó, đó là pháp khí gì? Lại có thể tự phát ra huyền pháp. Nhưng bốn tòa chưa từng nghe qua huyền pháp nào như kiểu Dami, Ikuiku. Đáng tiếc, cổ đại không có mạng. Trở về cái thể chụp hình, chụp ảnh ra, mình cũng chỉ giống như một cục gạch thôi. Ấy, ánh sáng này, mắt của bổn tọa nội đang vỡ rồi. Cái thanh tu sĩ phạm nhân này rõ ràng nó phát hiện ra bổn tọa là giả vờ không thấy, hóa ra là đợi bổn tọa thả lỏng cảnh giác, sau này dùng nghiền pháp cao thâm tấn công bổn tọa. Tâm tư phàm nhân quả nhiên ác độc. Thẩm đạo trưởng, kéo dài thời gian không có tác dụng đâu. Nếu ngươi không ra, sai nha sắp vào bắt người rồi. Đúng là kiến thức hạn hẹp, lại dám nghi ngờ cao nhân. Tới đây Trước hiện đại nhân vừa cái gì? Không phải các ngươi nói tứ sở hào quỷ trạch của ta nhiều năm rồi bị quỷ liệt chiếm cứ không coi phá được sao? Hôm nay thẩm trường thanh ta xuất mã, ác quỷ trong trạch này bị ta bắt sống rồi, trình tử. Bằng chứng ở đây,
Quỷ quỷ á, mau chạy. Ủa khí mạnh quá, so với cửu truyền âm quyển nguyên bản còn cường hãn hơn. Nên ý, mọi người đừng sợ, ác quỷ này bị ta phong ấn trong bảo giám sẽ không làm hại cho nhân gian được nữa. Tôi ngược video lại, các ngươi nhìn này, ta muốn cô ta tiến lên thì sẽ phải tiến lên, muốn cô ta lùi xuống thì phải lùi xuống. Ừ, thế nào, đỉnh hay không? Ừ, nữ quỷ có uống khí sung sung thiên như vậy, lại bị thẩm đạo trưởng chơi đùa trong lòng bàn tay như thế. Thiên trưởng đại năng, diệt trừ ác quỷ, bảo vệ dân lành, công đức vô lượng. Tại sao bảo giám này đột nhiên tối đi rồi? Hết pin rồi. Đâu có dở mở thiên nhãn như thế. Cảnh ban nãy đó là xa xỉ đối với phàm nhân các ngươi rồi. Tuy nhiên hôm nay bạn có thể tận mắt chứng kiến thứ này đã bị nhiễm âm khí của nó, do là gia trạch vừa sâu khó là bình an nha. Chẳng qua là bản đồ này đã nghiên cứu một chút vừa trừ tà, gần đây còn biết mấy chữ có thể trừ tà trấn trạch. Đạo trưởng, xin nhất định hãy ban cho ta mật bảo. Hôm nay ta đã xếp hàng từ trước nên đến lượt ta trước. Quan lão gia cũng không thể chen hàng. Đây là đi đâu vậy? Tử sở hào trạch có một vị cao nhân, ta muốn đi cầu bức chữ để an gia trạch. Thật sự thần kỳ vậy sao? Vừa nhị tôn tổn mắt thấy thẩm đạo trưởng thu phục quỷ liệt, còn có thể là giả sao? Hiện kinh dương được cứu rồi, ta cũng đi cầu một bước. Thẩm đạo trưởng thời tốt, Tây Sơn Bồ vẫn đang cho ta mật bảo, cảm động quá. Cái đó sao có thể gọi là sơn, đó gọi là chân khí xung danh, trong thoại bản viết như vậy đó. Hôm nay vất vả cho các vị rồi, ở lại ăn một bữa cơm đi, ta vào phòng thu dọn trước đã. Vía cả ngày rồi, tay của ta sắp trở thành máy in rồi. Có tiền rồi cuối cùng cũng không phải cúi mình trước hệ thống rồi. Và hiện tại hay là người chơi giàu có. Tiền bối, tiền trưởng bảo bọn ta lại ăn cơm, có phải là đã công nhận bọn ta rồi phải không? Tốt quá rồi. Bản hồ tiên sao lại có cảm giác sắp thất sủng rồi? Hồi sinh đi, thời gian của ta hết yêu khí rồi, chẳng lẽ là cao nhân ra tới? Ban nãy là nghiền pháp, bây giờ là kim quang, bổn tọa hận. Cầm tiền chỗ nắm tay mà đã hết rồi. Thời gian còn lại để sống 275 tiếng 18 phút 10 giây. Phần thưởng lần sạc đầu tiên 6 lượng 6 tiếng. Phương pháp lâm sàng phong thủ công, một là nghiền vỏ sò thành bột, hai thơm nước bột vỏ sò vào tro thực vật, đổ hỗn hợp chất lỏng phía trên vào đầu. 4. Tạo hình và cắt miếng, để 10 đến 30 ngày cho xà phòng hóa phản ứng đẩy. Wow, phương pháp làm xà phòng thủ công thứ này là đồ tốt. Thời đại này người bình thường đều dùng đậu để tắm rửa, có xà phòng chẳng phải tiện lợi hơn sao? Tiền sẽ chảy vào cuồn cuộn, nhưng mình chỉ có 10 ngày mà làm xà phòng cũng cần ít nhất là 10 ngày. Vẫn đơn nghĩ cách kiếm tiền khá thôi. Ấy, mấy kiếp thử gì vậy? Hóa ra động tĩnh ban nãy không phải là chuột mà là một con gà hôn bay vào. Môi trường cổ đại đúng là tốt, gà hôn cũng có thể to như vậy. Tên nhóc đáng thương cũng không biết bị nhốt trong phòng từ lúc nào. Chắc là đối tới ngất rồi. May mà ngươi gặp được ta. Ta là người lương thiện, người bình thường đó, đến cổ cũng không dám dẫm.
Cao nhân chẳng lẽ đã dùng thuật cải tử hồi sinh để hồi sinh Yêu Vương sao? Không thể được á. Nếu được thả về, ẩu hồn khó lường. Cao nhân có tấm lòng rộng lượng, thương yêu luôn cả yêu vật. Không hổ là tiên trưởng, chúng sinh bình đẳng. Trong mắt tiên trưởng, nếu tiên trưởng có thể hồi sinh Yêu Vương thì chữa bệnh cho phụ vương chỉ là chuyện nhỏ. Chữa bệnh cho phụ vương chỉ là chuyện nhỏ. Hóa ra là nướng à. Rất thơm gia vị. Thịt của đại yêu chứa đầy yêu khí, là vật cực độc, huống hồ còn là Yêu Vương đâu nhầm muốn ăn nói sao. Mấy khác sau. Các vị đã đợi lâu rồi, thưởng thức tay nghề của ta đi, thơm lắm đó. Cao nhận, chúng ta nhớ ra, ta còn có chuyện, không làm việc nữa, cáo từ. Mẹ ta không cho vợ muộn, tại hạ cũng vừa trước. Tỷ tỷ, muội không muốn chết. Tiểu Thanh đừng sợ. Nếu tiên trưởng ban thưởng sao dám từ chối, sau khi tỷ tỷ chết, muội nhất định phải cầu tiên trưởng cứu phụ vương. Tiên trưởng, đỡ ta tới trước. Tiểu Bạch, khách còn chưa ăn nữa. Nhổ cái đuôi to ra cho ta. Hồ tiên tiền bối là vì chúng ta mà lấy thân thử độc. Trong hồ ly tinh cũng có hồ ly tốt. Đột nhiên, Tiểu Bạch, ngươi sao thế? Hồ tiên tiền bối bị độc chết rồi. Còn sống mà, biểu cảm gì vậy rồi? Sao lại có vị khá là hưởng thụ nhỉ? Thoải mái quá. Cảm giác toàn thân đang tràn đầy linh lực, không hổ là thịt Yêu Vương của chủ nhân tự tay nướng. Không, không chết. Nó là thịt Yêu Vương mà thần tiên cũng có thể bị độc chết mà. Tới đi, hôm nay mọi người giúp ta cả ngày. Không, ta đỡ mọi người vác bụng đói về nhà được. Nhân lúc còn nóng thì mau thử đi. Hay là chúng ta thử chút. Chủ nhân mà ra tay á, thì sẽ nằm ngồi sẽ tưởng tượng. Của các ngươi, Yêu Vương được chủ nhân nướng ý là còn hơn cả ban đầu trên cổ thiên. Linh lực thuần khiết quá, mình không thể kìm lại cảm giác rõ rệt bồn chồn này. Đừng mà, đừng có đột phá nữa. Thế của ta sắp không chịu được nữa rồi. Tỷ tỷ, tu vi của muội hình như sắp đột phá nữa rồi. Chịu thần, tỷ cũng đột phá rồi. Biết quay này của tiên trưởng đúng là cao lương mỹ vụ của tiên giới. Phản ứng không tệ. Với tên người nấu ăn hiện tại của đại hiện đại của ta, cái đám người có đời này đúng là không thể nào mà chống lại được. Nếu như mở tiệm nướng chỉ sợ hồn đế đến cũng không đi nổi. Có quá nhiều linh lực trong con gà quay này, ta cảm thấy như thở ta sắp một cánh bay đi mất. Đúng vậy, đúng vậy. Cơ thể ta cũng bồn chồn không yên. Cổ sức mạnh đó như dòng suối đổ sắp tràn ra ngồi. Dầm ơi, hai người các ngươi có chút cây mát quá đó. Trong lúc mình đang đọc hưởng cơ duyên mà tiên trưởng ban cho thì tính mạng của phụ vương Anh Long Cung đang trong lúc nguy cấp. Mình thật sự là một đứa con gái bất hiếu. Sao lại khóc rồi? Ta đâu có cho cây, còn không cho cả thù du. Thiên trưởng, Đông Ly, cầu đầu tiên trưởng ban dược. Cổ phổ vương ta và mùi mùi kiếp này nghiện ý làm trâu làm ngựa bên cạnh ngài. Ta nói rồi, ta không biết y thuật. Cô nương không nhớ sao? Có rồi. Như vậy đi. Hiện tại đúng lúc ta đang thiếu nhân lực, các ngươi và mùi mùi người ở bên cạnh ta giúp đỡ. Đến lúc đó kiếm được tiền, sẽ chia bạc cho các ngươi.
Có bạc thì có thể chữa bệnh cho phụ thân ngươi, ngươi nghĩ sao? Xin nghe theo an bài của tiên trưởng. Hiện cánh dương vào ban đêm, ngồi thôn 10 dặm sâu trong rừng. Niệm tình hổ vương mang sơn. Con chim hối này á, để hắn đi rửa thăm dò tình huống sao mà lờ mờ thế. Ta đợi đến nỗi đói rồi. Mặt trời chiếu sáng hoa nở, chim hót sớm sớm sớm. Tỷ tỷ, tỷ nghe xem tiên trưởng đang hát cái bài gì vậy? Tại sao nghe có vẻ... Vâng, lúc đại đạo đã tại tiên trưởng ban ơn. Mau nắm chắc thời gian ngộ đạo, không thể lãng phí tâm ý của cao nhân. Đúng là chưa trải sự trời. Từ lúc cái hệ thống rách này mỗi ngày đều giống như là cái dao cựa trên cổ vậy. Đây là lần đầu tiên được ngủ đến tự tỉnh, không còn lo lắng thời gian sống sót rồi không? Dường như chỉ có chung cất rượu mới là cái đẩy cái lõi trong thời gian rất nhanh. Mai mà mình có tài nấu nướng của hiện đại, mở thêm một gian hàng nướng ngoài trời và bán một số món gà quay, vịt quay gì đó. Còn có thể đất Đông Ly và Tiểu Thanh hai mỹ nhân phục vụ. Ta không tin cái đám người cổ đại có thể chống đỡ được. Tiên trưởng hôm nay xin hãy phân phó cho bọn ta. Hỡi cái gì mà hét, làm lão tử giật cái mình rồi. Hỡi cái nước này, các vị đã quyết tâm làm nô bộc của mình. Nó đã như vậy, vậy thì giao các ngươi một nhiệm vụ, cầm lấy chỗ tiền đi mua ít rượu, nhớ dừng đi tửu lâu mà đi quanh mấy cái quán rượu càng rẻ càng tốt. Ồ, vâng thưa tiên trưởng. Đi sớm về sớm nha. Tiện thợ kiếm thơm mấy cây tre còn nghiêng băng vờ, thứ này không mất tiền, các ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tiên trưởng yên tâm, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nó đã tu sửa xong viện tử đạo trưởng, đã không phải vờ miếu hồn thành hồn rồi. Nếu nơi này xảy ra chuyện gì cần thành hồn đại nhân thì cứ báo. Được thôi, ngươi tự đi đi. Còn diễn sao? Diễn sâu thật. Chắc làm diễn viên mới là chuyên ngành đứng đầu của ngươi. Ngươi cũng đi. Pháp luật của tiểu đạo có chút thấp, nhưng một lòng hướng về đạo, xin tiền bối cho phép ta bên cạnh ngài đã học tập. Nếu như vậy thì ngươi theo ta đi. Đã ta tiền bối có nhân lực miễn phí, ngu mới không cần. Mai kéo giao thái râu đi. Sao nói nhiệt vậy? Mang thâu mới ra lò đi. Tiểu ca mau tới xem đều là hàng tốt đó. Có cầm không vậy? Bán đất như vậy. Rượu nếp 1 lượng bạc, đấu thất lương dịch 5 lượng bạc, tinh đấu tiểu nhân tí 10 lượng bạc, đấu tính toán sai. Người hiện đại có thể uống rượu tráng rẻ tiền vì sự phát triển kép của công nghệ, công nghiệp và sản lượng của thực phẩm. Nhưng cất rượu cũng tốt, nhưng vốn liếng hiện tại của mình không đủ để sản xuất đại trà. Quên đi, bán quýt quay trước để tích lũy chút vốn để khởi nghiệp đã. Tiền bối thăm tạo hóa sao lại để ý tục vật ngồi thân như tiền bạc? Tục vật hay ngươi coi những thứ này là tục vật sao? Vậy để ta kiểm tra ngươi, ngươi thấy gì kia? Một vị quý phu nhân, trong mắt người thường thì thấy nàng ta toàn thân lụa là, trong mắt tu sĩ thì thấy mệnh cách của nàng ta phú quý. Nhưng mọi người không thấy những thứ tục vật ở trên người nàng ta chính là đại biểu cho bản chất của thế giới. Tục vật và bản chất của thế giới là sao? Lấy vàng ra để nói đi. Vàng là ánh tà dương tàn dư của sót lại do sự va chạm của các ngôi sao cũ sau khi bắt đầu hình thành vũ trụ, trước cả trời và đất.
được mang đến thế giới của chúng ta với hư trống vĩnh cửu, cùng tồn tại với các long mạch của cửu châu trong hàng chục triệu năm. Còn chúng ta thì chỉ là đào nó lên làm đồ trang trí thôi. Cái người chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, không hề biết nó bằng tuổi còn cùng nguồn với cả thiên địa. Như vậy còn là tục vật không? Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Là tiểu đạo thiển cận, thấy vật là vật, không thể thoát khỏi trần tục. Đa tạ tuyên trưởng đã chỉ bảo. Chuyện nhỏ, xem ta lừa gạt ngươi đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc, đây sẽ phải ngon ngọn làm bảo tiêu cho tiệm gà nướng của ta thôi. Không dám giấu, cảnh giới của tiểu đạo đã bị bế tắc nhiều năm rồi, y là đã bị phó tục chi mất. Ban nãy nhờ tiên trưởng chỉ bảo, chỉ thiếu chút nữa mong tiên trưởng thành toàn. Nếu ngươi đã thành tâm như vậy, vậy ta sẽ chỉ bảo ngươi thêm chút nữa. Còn pháp thăng cấp chắc chắn vô dụng, ngươi thử khẩu quyết này của ta đi. Tiểu đạo rửa tay lắng nghe. Nhân sinh giá trị lưỡng phương diện chân chính, tới hiện tại công hiến thực hiện giá trị sáng điều kiện, tổ sức hưởng nhạc hồ kim tiền, lý tưởng khai sáng nhất phiến thiên, gian khổ phấn đấu kỷ tập gian, giá trị quan di vật lịch sử.